Chúng tôi quay lại trở lại với lại Nga, khi mà cái cuộc chiến xâm lăng vào Ukraine thì sẽ có những người tử nạn và những người bị thương. Thì hiện tại thì Tổng thống Nga Vladimir Putin ông đã cho biết rằng là cái số tiền mà ông sẽ đền bù cho những người mà đã tử vì cái vấn đi mà đi xâm lăng Ukraine lên mức là khoảng là 7 triệu rúp, là tương đương khoảng 65.000 mỹ kim. Còn những người mà bị thương sẽ trợ giúp được gần một nửa. Thì Tổng thống Nga cũng đã cho biết rằng là những cái gia đình mà binh sĩ Nga cũng đã bị thiệt mạng. Và ông bác bỏ thông tin một số hãng truyền thông nói rằng là cái số tiền bồi thường cho quân nhân tử nạn chỉ là khoảng là 11.000 rupee, là tương đương khoảng 100 mỹ kim thôi. Ông cũng nói thêm những người bị thương cũng sẽ đủ điều kiện nhận được trợ cấp một lần là 3 triệu rupee, là tương đương là khoảng 28.000 mỹ kim. Những cái người mà bị thương tật vĩnh viễn sẽ được trợ cấp là suốt đời luôn. Thì đem đi đánh để mà gây ra một cái sự thiệt hại xong như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Hiện tại thì Nga với Ukraine đã bắt đầu bước qua cái buổi giao tranh ngày thứ 9 rồi. Và Nga cũng đã kiểm soát được những cái thành phố lớn Kherson thuộc miền nam của Ukraine và đang bao vây pháo kích một loạt đô thị, trong đó có thủ đô lớn nhất là Kiev và Kharkov là thành phố lớn thứ hai của nước này. Và theo như cái cơ quan tình trạng về khẩn cấp của Ukraine cho biết rằng là cái cuộc tấn công của Nga vào tuần qua cũng đã khiến cho khoảng 2.000 thường dân phải thiệt mạng, nhưng mà vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ và vẫn chưa có là một cái con số cụ thể, và cái số tử vong này có thể sẽ cao hơn nữa. Thì Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo là chỉ có là 498 lính của Nga thiệt mạng thôi và 1.597 binh sĩ bị thương, trong khi là quân đội của Ukraine đã mất lên đến là 2.800 người binh sĩ rồi. Và cái vấn đề mà đàm phán vòng thứ hai giữa Nga và Ukraine tại biên giới của Belarus cũng đã được thành lập và cũng như là đồng ý lập một cái hành lang quân sự để sơ tán dân thường, nhưng mà chưa có đạt được một cái thỏa thuận là sẽ ngừng bắn. Thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị.